khi hôm nay cô lại được cùng các bạn tìm hiểu nội dung chương trình mỹ thuật 9. Ở trên lớp thì chúng ta đã tìm hiểu được chủ đề 1 và chủ đề 2 rồi. Tiếp theo chương trình thì cô và các em sẽ tìm hiểu về chủ đề 3. Chủ đề 3, tạo hình con rối và sân khấu biểu diễn rối. Trong chủ đề này các bạn nhớ cho cô 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là nội dung thứ hai đó là tạo đặc điểm và thiết kế trang phục rối. Nội dung thứ ba đó là tạo dây điều khiển rối và mô hình sân khấu biểu diễn rối. Và nội dung cuối cùng là trình diễn tiểu phẩm rối. Hôm nay cô và các bạn sẽ tìm hiểu những nội dung chính và cách thực hành. Sau đó các bạn về nhà sẽ tự thực hành và nộp lại sản phẩm cho cô. Chúng ta nội dung đầu tiên, một, tạo hình rối dây. Các bạn hãy quan sát hình sau để nhận biết hình thức làm con rối dây. Quan sát hình chúng ta thấy có thể tạo mới hoặc sử dụng các vật liệu có sẵn, có dạng khối hộp, khối cầu, vân vân, các dạng hình ống như ống trúc, vỏ bút, vân vân để tạo ra các bộ phận của con rối, sau đó liên kết chúng lại nguồn dây để tạo hình con rối. Các bạn quan sát hình sau để tham khảo thêm về một số hình thức làm con rối khác. Để tạo con rối dây, cần thực hành theo các bước sau. Thứ nhất đó là tạo bộ phận của con rối. Sử dụng khối hộp chữ nhật, khối trụ làm thân rối. Sử dụng khối cầu, khối nục lăng làm thân rối. Sử dụng ống trúc, vỏ bút hay cuộn giấy thành ống làm ống tay, ống chân con rối. Tạo ngón tay rối bằng dây nhỏ hoặc dây thép buộc hoặc dây điện bỏ đi hay vật liệu tương tự. Tìm vật liệu hình chữ nhật hoặc bầu dục hay hình tương tự làm chân con rối. Sau đó, chúng ta sẽ liên kết các bộ phận thành con rối. Dùng dây mềm đính vào thân rối ở các vị trí cổ, tay, chân của rối. Luồn dây qua ống vật liệu làm cổ, tay, chân rối tạo lên liên kết các bộ phận cho rối. Đính vật liệu làm đầu, bàn tay, bàn chân rối vào đầu dây ở cổ, tay, chân rối. Các bạn lưu ý, khi luồn dây qua ống, tay, chân, không nên để dây luồn quá dài hoặc quá ngắn, sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của rối. Có thể tạo hình con rối khác tùy điều kiện thực tế. Như vậy chúng ta tạo hình rối dây từ những vật liệu vô cùng đơn giản, có phải không? Sau khi chúng ta tạo hình rối dây xong, chúng ta sẽ tạo đặc điểm và thiết kế trang phục cho rối. Chúng ta vào phần 2, tạo đặc điểm và thiết kế trang phục rối. Để tạo đặc điểm và thiết kế trang phục cho rối, chúng ta cần phải căn cứ vào tiểu phẩm. Vì vậy mà đầu tiên chúng ta phải xây dựng tiểu phẩm cho những con rối. Và muốn xây dựng tiểu phẩm cho những con rối thì chúng ta thực hiện theo một trong những cách sau. Cách thứ nhất, nó là dựa vào hình dạng của các con rối để tưởng tượng ra câu chuyện cho tiểu phẩm. Cách thứ hai là khai thác nội dung từ truyện cổ tích hay truyện trong sách giáo khoa để tạo thành tiểu phẩm. Cách thứ ba đó là dựa vào những điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương để xây dựng nội dung cho tiểu phẩm. Tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng đặc điểm theo nội dung tiểu phẩm. Theo thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện. Theo đặc điểm hình dáng, tính cách của mỗi nhân vật. Theo tuổi, giới tính của mỗi nhân vật. Theo trang phục của các nhân vật. Các bạn hãy quan sát để hình dung ra cách tạo biểu cảm khuôn mặt và thiết kế trang phục cho rối. Như chúng ta quan sát thấy, để tạo đặc điểm tính cách cho từng nhân vật rối trong tiểu phẩm thì chúng ta sẽ tiến hành theo các bước sau. Bước 1, vẽ mắt, mũi, miệng, tạo đặc điểm tính cách riêng cho từng con rối, tạo kiểu tóc cho nhân vật rối. Bước 2, sử dụng vật liệu như là vải, giấy, vỏ hộp, vân vân để thiết kế trang phục phù hợp với đặc điểm tính cách của nhân vật rối thể hiện trong tiểu phẩm. Lưu ý, nên có sự thống nhất về vật liệu khi thể hiện trang phục cho con rối trong tiểu phẩm. Lưu ý thứ hai, có thể kết hợp các vật liệu để tạo ấn tượng về tính cách, đặc điểm nhân vật rối. Khi đã tạo hình rối dây, tạo đặc điểm và thiết kế trang phục của rối xong rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành đi tạo dây điều khiển rối và mô hình sân khấu biểu diễn rối. Các bạn hãy quan sát hình ảnh sau để nắm được hình thức lối dây điều khiển từ các bộ phận của rối tới thanh điều khiển.
như chúng ta quan sát để tạo ra điều kiện cho rối thì chúng ta các bước sau. Bước 1, gắn hai thanh gỗ với nhau thành hình chữ nhật để tạo thành thanh điều khiển rối. Bước thứ 2, nối đầu rối với vị trí giao nhau của thanh điều khiển, đây chính là vị trí thứ nhất trong hình. Bước thứ 3, nối hai chân rối khoảng trên đầu gối với hai đầu thanh điều khiển ngang, đây chính là vị trí thứ hai trên hình. Bước thứ 4, nối hai cổ tay rối với đầu phía trước của thanh điều khiển, đây chính là vị trí thứ ba trên hình. Và bước cuối cùng đó là nối lưng rối với phần phía sau của thanh điều khiển, đây chính là vị trí thứ tư trên hình. Sau đó chúng ta sẽ thử điều khiển rối để điều chỉnh độ dài của dây điều khiển tới tay, đầu, chân và lưng rối cho phù hợp. Lưu ý đó là dây điều khiển rối cần được nối đúng vị trí như hướng dẫn và có độ dài hợp lý để không ảnh hưởng đến hoạt động của rối. Sau khi tạo dây điều khiển rối rồi, các bạn sẽ tạo cho cô mô hình sân khấu biểu diễn rối. Các bạn hãy quan sát những hình ảnh sau để nắm được hình thức và chất liệu thể hiện sân khấu biểu diễn tiểu phẩm rối. Để tạo mô hình sân khấu biểu diễn cho các con rối thì chúng ta tiến hành theo các bước sau. Bước 1, xác định kích thước sân khấu biểu diễn phù hợp với tỷ lệ của con rối. Như vậy, tùy thuộc vào kích thước của con rối để các bạn thiết kế sân khấu biểu diễn. Bước 2, các bạn xác định bối cảnh đặc trưng phù hợp với câu chuyện của tiểu phẩm rối. Bước 3, vẽ trang trí phông sân khấu. Bước 4, tạo các đồ vật liên quan đến nội dung tiểu phẩm. Và bước 5 là sắp xếp các đồ vật tạo bối cảnh câu chuyện trong tiểu phẩm. Các bạn lưu ý là có thể sử dụng vỏ hộp hay thùng cắt tông lớn làm sân khấu cho tiểu phẩm. Thứ hai đó là khi vẽ trang trí phông và tạo các đồ vật chi tiết thể hiện bối cảnh, cần chọn hình ảnh đặc trưng thể hiện được nội dung chính của tiểu phẩm. Chúng ta không cần phải chọn quá nhiều đồ vật hay chi tiết thể hiện, mà chúng ta nên chọn những hình ảnh đặc trưng thôi, thì như thế sân khấu của chúng ta sẽ đỡ rối hơn mà vẫn thể hiện được nội dung chính của tiểu phẩm. Lưu ý thứ ba đó là tùy vào điều kiện thực tế thì các bạn có thể tạo bối cảnh đơn giản như hình bên. Khi chúng ta tạo hình con rối dây xong, tạo đặc điểm và thiết kế trang phục xong, tạo dây điều khiển rối và mô hình sân khấu biểu diễn rối xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành trình diễn tiểu phẩm rối. Trình diễn tiểu phẩm rối hay là biểu diễn tiểu phẩm rối là sự kết hợp giữa ngôn ngữ với hành động của nhân vật rối trong một bối cảnh cụ thể để truyền thông tin đến người xem. Cô đã giới thiệu cho các bạn toàn bộ nội dung và cách thực hành tạo hình con rối và sân khấu biểu diễn rối. Sau đây, các bạn sẽ thực hành ở nhà và mỗi bạn học sinh sẽ làm cho cô một tiểu phẩm rối theo các bước. Rối dây, tạo đặc điểm và thiết kế trang phục cho rối, tạo dây điều khiển rối và mô hình sân khấu biểu diễn rối. Vì chúng ta đang trong đợt nghỉ để phòng tránh dịch Covid, vì vậy mà các bạn không thể trình diễn tiểu phẩm rối trực tiếp được. Các bạn có thể ghi lại kịch bản ra giấy và nộp cho cô vào ngày 25 tháng 4 năm 2020, hoặc các bạn có thể quay video ở nhà, sau đó gửi video cho cô. Vì là làm việc cá nhân, vì vậy mà các bạn có thể tạo sân khấu với bối cảnh đơn giản thôi. Để biết thêm các loại rối và nghệ thuật rối truyền thống thì các bạn hãy đọc thêm bài đọc thêm trong sách giáo khoa trang 29 để biết thêm một số hình thức nghệ thuật rối cạn như là rối dây, rối tay, rối que, rối bóng và một số nghệ thuật rối múa rối nước. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chủ đề 4, sơ lược về kiến trúc các dân tộc thiểu số Việt Nam.